Xin chào tất cả bạn ha. Thì hôm nay mình cho xem bạn xem về cây măng cụt ha. Thì hiện nay đây là cái thời điểm mà chuẩn bị thu hoạch măng cụt. Thì vườn của mình thì nó tương đối là nó sẽ trễ hơn một số vườn cái ở Tây Ninh hoặc Lấy Thiêu ha. Thì cái trái nó ha, đây thường đây trái măng cụt ha. Thì măng cụt thì nó có rất là nhiều cái rất tác dụng. Thì hiện nay là đa phần là người dân ta đều đa phần là ăn ăn những trái tươi là chính ha. Tuy nhiên thì một số nước khác như Thái Lan thì họ đã phát triển là một cái món, đó là món gỏi gà măng cụt rất là hấp dẫn ha. Đây cây này của mình thì mai bắt đầu được năm thứ 8 rồi, khá là lớn ha. Thì thường măng cụt nếu mà chúng ta trồng giống ghép thì khoảng năm thứ 6 chúng ta sẽ có thu hoạch được ha. Đây em thấy trái thì nó mọc ở ngay 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 đầu ngọn ha. Nó khá là nhiều đây, xem mà đây. Đó. Rất là nhiều trái ha. Và một trong những cái mà người nông dân hôm nay rất là lo sợ là cái cách xử lý ra hoa. Thì một số vườn hiện nay thì vấn đề ra hoa của măng cụt là rất là khó xử lý. Đó. Tuy nhiên thì vườn mình cũng may mắn là năm nay thì xử lý tương đối tốt. Thì cách xử lý ra hoa măng cụt hiện nay thì tương đối là hiện nay mình đang áp dụng một phương pháp khá là cơ bản. Đó là một cái dạng là gì, mình xiết nước ha. Và mình canh thì cái đọt của nó đủ độ già, cái lá thì bạn thấy là cái như cái lá như thế này ha, thì đủ độ già rồi đó. Thì cái lúc đó thì chúng ta sẽ xiết nước, thì thường chúng ta xiết nước trong vòng khoảng 2 đến khoảng 30 đến 45 ngày. Và khi chúng ta thấy cái lá nó nhăn nheo lại, tức là lúc đó là nó đang bị tình trạng thiếu thiếu hụt nước á, thì cái đầu chúng ta mới xử lý thêm ha, xử lý nước lại và chúng ta rải phân vô. Thì cách chúng ta rải phân hữu cơ thì các bạn cũng đã biết rồi ha. Đó, đó. Thì măng cụt đây là mình trồng theo cái hướng là hữu cơ, do đó là chúng ta chủ yếu là mình chiếu và mình đi phân là phân trùng quế, mình bón gốc ha. Thì thường là khoảng 2 đến 3 tháng thì mình rải một lần. Rải xung quanh cái đường kính của tán cây, rồi mình phun cái phân cá. Thì đây ha, một số vậy ha. Cây này thì nó lại vừa có trái mà lại vừa đâm từ thực non này, do đó là cái tỷ lệ trái nó không được tốt. Cây bên đây thì tốt hơn nhiều ha. Đây trái khá là nhiều. Đó là về cái măng cụt ha. Rồi thì mình sẽ cập nhật các bạn thêm khi mà trái bắt đầu chín vào khoảng một tháng nữa nha.